Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn về chuyến đi chơi sang bằng tường Trung Quốc của mình trong đợt lạnh từ ngày 31 tháng 12 năm 18 đến ngày 3 tháng 1 năm 19 vừa qua nhé. Vừa rồi là một phần của video quảng bá du lịch Trung Quốc mà mình đã quay được tại cửa khẩu Hữu Nghị. Để chuẩn bị chào đón năm mới 2019 thì phía Trung Quốc đã treo những lồng đèn đỏ lên cây cao. Mà lúc đầu nhìn từ Việt Nam sang mình còn tưởng là cây hoa gạo đang mùa nở hoa nữa cơ. Vì vậy mà mùa đông trông cũng rực rỡ lắm. Nếu các bạn đang có dự định du lịch Trung Quốc thì các bạn cần làm passport hoặc là giấy thông hành. Với passport tức là hộ chiếu, bạn cần xin thị thực visa. Còn với giấy thông hành thì nhanh hơn, bạn chỉ cần xin giấy tờ để làm sổ là được. Nhưng có một nhược điểm là bạn chỉ có thể đi về trong ngày với giấy thông hành, và nó sẽ bị giới hạn về khu vực trong tỉnh gần cái cửa khẩu mà bạn sang thôi. Khi qua cửa khẩu thì bạn phải xuất trình giấy tờ cho cơ quan kiểm tra của cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Với Trung Quốc thì phức tạp hơn một chút là bạn sẽ phải in dấu vân tay lên máy và máy sẽ nhận diện cả gương mặt của bạn nữa. Chú ý là nếu mà sổ của bạn là lần đầu tiên đi qua thì bạn sẽ phải chờ một lúc đấy nhé. Sau khi qua thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, bạn muốn đi vào bằng tường thì có một số cách như là bắt taxi, hoặc xe cóc hoặc là xe ôm. Với taxi thì bạn sẽ mất tầm 30 đồng, tức là 30 nhân dân tệ, tương đương với 100.000 tiền Việt Nam. Với xe cóc thì tầm 26 đồng, còn đi xe ôm thì mình cũng không rõ lắm. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2019. Đầu năm mới thì cái lạnh buốt dưới 7 độ C và ngoài trời mưa phùn nữa. Theo mình biết thì đây là đợt lạnh ghét nhất của năm nay. Mình sẽ nói đôi chút về địa danh Bằng Tường. Đây là một thị xã thuộc khu Sùng Cả của khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây Trung Quốc. Thị xã này giáp với huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam. Các dân tộc sống ở đây rất là đa dạng, gồm có Trang, người Hán, người Giao, người Miêu và người Kinh. Thị xã này là nơi giao thương quan trọng đối với Việt Nam. Và khi sang đây và dịp Tết, bạn có thể dễ dàng nghe được tiếng pháo rất là vui tai. Quan niệm của người Trung Quốc là đốt pháo để xua đi cái bụi và đón vật ngay trong năm mới. Đồng thời thì tự giao thương buôn bán ở đây rất là tấp nập và nhộn nhịp, đặc biệt là các đầu xe 50% một item trong những dịp cuối năm trong các âm lịch. Giờ đó thì bạn sẽ không khó để bắt gặp một người Việt đang dạo bước và mua đồ trong những con phố Bằng Tường. Trước khi đi du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Cổng Trắng từ phía Lạng Sơn, các bạn nhất định hãy ăn thử các món ăn nổi tiếng của thành phố Lạng Sơn và đừng bỏ qua các danh lam thắng cảnh như Động Tam Thanh, Vị Thanh, Thành Nhà Bạc. Thêm một tip đặc biệt cho các bạn lên đây vào mùa đông là hãy đi ngắm băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn. Và mùa đẹp nhất để lên Lạng Sơn chơi chính là mùa xuân, lúc hoa đào đang nở rộ và cái nắng chan hòa với thời tiết ấm áp hơn rất là nhiều. Trước khi kết thúc video, mình xin chúc các bạn khi sang năm mới đầy vui vẻ, hạnh phúc, đặc biệt là 200 bạn đang subscribe mình hiện tại. Nếu các bạn có câu hỏi thắc mắc nào thì hãy comment bên dưới và đừng quên like và subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.